Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một thi thể được phát hiện nằm úp mặt dưới nước, lõa thể gần như toàn bộ. Đôi bông tai bằng vàng cũng biến mất. Một màu tang thương bao trùm trong ngôi nhà ấy, và trong đó có cả những giọt nước mắt của sự giả tạo. Một màn kịch vụng về của kẻ vừa ăn cắp vừa la làng nhanh chóng được phơi bày ra ánh sáng. Đáng chú ý, để che giấu đi tội ác man rợ của mình, âm mưu thâm độc đã được đặt ra để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Vậy diễn biến vụ án ly kỳ này như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Vào ngày 19 tháng 9, Công an xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của một cán bộ xã Cốc Mì là Lý A Hợp về việc vợ mình là Đặng Thị Bình bỗng dưng bị mất tích. Sau khi báo tin, Hợp đã sốt sắng nhờ bà con dân bản đi tìm vợ giúp mình. Không lâu sau đó, mọi người đã phát hiện ra xác của nạn nhân tại một ao nước của một hộ dân trong xã Cốc Mì. Thi thể của chị Đặng Thị Bình được tìm thấy trong tình trạng mặt úp dưới nước, lõa thể gần như toàn bộ, đôi bông tai bằng vàng đã không còn trên tai. Sau khi có mặt tại hiện trường, Hợp đã trình báo cơ quan công an rằng vợ mình bị kẻ cướp sát hại. Khi mà công an bắt đầu vào cuộc điều tra cũng là lúc Hợp cùng gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân. Ngồi phủ phục bên quan tài của vợ, Hợp khóc thảm thiết, nấc nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, khiến ai chứng kiến cũng đều cảm thấy thương xót cho Lý A Hợp và căm phẫn kẻ đã gây ra cái chết thảm cho chị Bình. Sau khi tang lễ được cử hành xong xuôi, cơ quan điều tra cũng đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn gây ra cái chết của chị Bình. Và bất ngờ thay, nghi can đó không ai khác, lại chính là Lý A Hợp. Được mời lên cơ quan điều tra để lấy lời khai, Hợp đã tái mặt trước các lập luận và bằng chứng mà các trinh sát đưa ra. Cuối cùng, vị cán bộ xã này đành phải thú nhận chị Bình đã bị chết bởi tay hắn. Tại cơ quan điều tra, Lý A Hợp khai rằng, vào đêm ngày 18 tháng 9, Hợp đi uống rượu về thì thấy vợ cùng với hai con đang nằm chơi trên giường trong nhà. Có hơi men trong người, bỗng dưng Hợp muốn gần gũi vợ, thế nhưng do thấy các con chưa ngủ nên đã đi tắm để đợi vợ vào ngủ cùng. Sau đó thấy các con vẫn thức nên Hợp nhắc khéo vợ cho con ngủ đi để mai chúng còn dậy đi học sớm. Nói xong, Hợp chốt cửa nhà, tắt điện rồi lên chiếc giường đối diện với giường của vợ đang nằm cùng các con. Thiều thiều ngủ được khoảng 15 phút, Hợp cùa tay sang bên cạnh nhưng mà vẫn chưa thấy vợ đâu, bèn gọi. Em ơi, sang đây ngủ với anh. Ngay sau đó, chị Bình bấm đèn pin điện thoại của mình và đi sang nằm cạnh chồng. Hợp đã đòi quan hệ với vợ của mình nhưng mà bị vợ từ chối với lý do đang đến ngày của phụ nữ. Mặc dù vậy, Hợp vẫn quyết bắt vợ phải làm theo ý của mình. Bị vợ phản ứng, hắn đã dùng chiếc chăn lông màu vàng để ở đầu giường phủ lên mặt và ngực của vợ rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp vợ. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hợp mới phát hiện vợ đã chết ngạt. Sau vài phút trấn tĩnh, Hợp quyết định phải phi tang xác của vợ, tạo hiện trường giả để che giấu tội ác của mình. Nghĩ là làm, hắn đã mang xác của vợ ra vứt ở ao nước, tháo đôi khuyên tai bằng vàng của nạn nhân để tạo hiện trường giả giống như vụ giết người cướp của. Không những thế, hắn còn kéo quần dài và quần lót của vợ mình vứt ra bên cạnh để tạo thêm tình tiết hiếp dâm cho vụ án giả tưởng này. Sau khi chôn đôi hoa tai ở góc sân đầu nhà, Hợp quay về ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng rồi đi trình báo chính quyền rằng vợ mình đã mất tích. Những lời khai của Lý A Hợp tưởng như rất là logic và có lý nhưng vẫn không thể qua mặt được cơ quan điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cộng thêm những chứng cứ xác đáng, cơ quan công an nghi ngờ lời khai của Hợp là gian dối. Sau vài ngày tiếp tục đấu tranh với Hợp, các điều tra viên đã có được lời khai mới của hắn. Lần này Hợp thừa nhận trước đó đã khai gian dối vì muốn được giảm nhẹ tội. Nên tội phạm gian xảo này biết rằng hình phạt của pháp luật đối với hành vi ngộ sát bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn là hình phạt cho tội giết người, cho nên hắn đã cố tình khai nhận theo hướng có lợi cho mình. Sự thật sau đó đã được làm sáng tỏ. Vài tháng trước khi dẫn đến hành vi giết người, Hợp có phụ trách một khoản vốn vay cho các thanh niên khó khăn để làm kinh tế. Tuy nhiên, do nghiện nhậu nhẹt, chơi bời, nên Hợp đã tiêu thâm hụt và không có khả năng thanh toán công quỹ. Cũng vì thế, hắn rất căng thẳng. Trong giai đoạn này, Hợp thấy vợ đột nhiên biết nhắn tin trên điện thoại nên trong đầu hắn nảy ra ý nghi ngờ rằng vợ mình đang có một mối quan hệ bất chính. Khoảng 21 giờ 30 ngày 18 tháng 9, Hợp về nhà trong tình trạng say rượu, thấy vợ đang cùng hai con nằm chơi điện thoại trên giường. Hợp mới hỏi vợ, sao lại biết nhắn tin? Thì được Bình đáp rằng, con gái dạy đấy. Sau đó Hợp đi tắm, khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 9, Hợp có ý định quan hệ tình dục với vợ, nhưng mà thấy hai con chưa ngủ nên nhắc vợ kêu hai con đi ngủ sớm. Thế nhưng một lúc sau, khi bị vợ từ chối quan hệ, Hợp bực tức bỏ đi ra ngoài bàn hút thuốc lào. Đúng lúc này, hắn nghĩ lại chuyện bỗng dưng vợ biết nhắn tin điện thoại. Gộp hai chuyện là một,
Hợp cho rằng vợ đã phản bội mình, nhất là khi trước đó mấy ngày, do Hợp hay đi chơi bời nên trong lúc tâm sự với nhau, chị Bình đã nửa đùa nửa thật với hắn rằng: "Anh cứ đi chơi thế này thì em dẫn con sang Trung Quốc sống còn sướng hơn." Càng ngày càng thấy ấm ức, trong đầu của Hợp nảy ra ý định giết vợ. Nghĩ là làm, hắn vào nhà đánh thức vợ dậy, lấy cớ gọi vợ đi theo mình ra bờ ao nhà người hàng xóm để khênh cục sắt mình vừa ăn trộm được. Tiếp đó, Hợp cầm một đoạn dây thừng có sẵn đầu thòng lọng và một đoạn gậy gỗ đi ra bờ ao trước. Khi thấy vợ đến nơi, Hợp ngồi thụp xuống và giả bộ kêu mình bị giẫm trúng gai. Tưởng thật, chị Bình ngồi xuống hỏi han chồng có đau lắm không. Lợi dụng lúc vợ không để ý, Hợp đã đưa đầu dây thừng thắt thòng lọng từ trước qua đầu xuống cổ rồi kéo thít mạnh cho đến khi chị Bình ngừng thở. Gây án xong, Hợp tháo hai vòng hoa tai của vợ đút vào túi quần mình rồi đẩy nạn nhân nằm sấp ở mặt nước dưới góc ao. Tiếp đó, kẻ thù ác tháo sợi dây thừng ra khỏi cổ của nạn nhân rồi tú quần lót và quần dài của Bình vứt ra bên cạnh. Xong xuôi, hắn cầm đoạn dây thừng và gậy đi về nhà, vứt dây xuống ao, giấu gậy trong đống củi ở gần bếp, còn đôi bông tai bằng vàng hắn mang giấu ở kẽ nứt ở sân gần cửa bếp. Ngoài ra, hắn còn cẩn thận cầm chiếc điện thoại di động của vợ tháo pin ra và đem giấu ở dưới góc ao nhà một người hàng xóm khác, rồi mới chịu về nhà lên giường nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi toàn bộ sự thật được sáng tỏ, bộ mặt thật của kẻ giết người được phơi bày, những người dân địa phương nơi Lý A Hợp sinh sống đều cảm thấy choáng váng, nhất là đối với những người đang công tác ở chính quyền xã. Bởi hàng ngày, Hợp vẫn đóng rất tròn vai một cán bộ xã làm công tác thanh niên rất là nhiệt tình năng nổ. Về gia đình, Hợp cũng đóng vai một người chồng, một người cha mẫu mực hết lòng yêu thương vợ con. Sau khi thảm án xảy ra, Lý A Hợp đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án thích đáng. Tuy nhiên, điều dư luận xót xa chính là sự thương cảm cho hai đứa con nhỏ của Hợp, vì chúng phải đối diện với cuộc sống thiếu thốn tình yêu thương và sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Ở cái tuổi này, Lý Thị Y và Lý Thị Dê là hai đứa con nhỏ như hai con chim non mới ra dáng, còn non nớt và yếu đuối. Chúng cần lắm vòng tay của người mẹ che chở, chăm sóc. Vậy mà, sau đám tang của người mẹ xấu số, hai cháu nhỏ được ông bà nội đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc. Lúc chúng tôi đến nhà, bà nội và ông nội của Y và Dê nói trong nước mắt: "Còn dại cái mang, vợ chúng tôi sẽ cố gắng nuôi hai cháu khôn lớn thành người." Nhìn ra cảnh của hai ông bà mái tóc giờ đã điểm bạc, sống trong căn nhà sơ xác, bây giờ nuôi thêm hai đứa cháu, chẳng ai cầm được nước mắt. Ai cũng nói rằng Bình là người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, biết an phận. Hợp đi tối ngày, nhưng Bình chưa bao giờ nặng lời với Hợp. Họ hàng rồi bà con hàng xóm cũng chẳng mấy khi thấy vợ chồng Bình hay là Hợp bất hòa. Nên khi sự việc xảy ra, họ cũng vô cùng bất ngờ. Trước lúc nói lời từ biệt với tất cả mọi người, Hợp bảo rằng anh ta hối hận vì những việc mình đã làm. Hợp mong rằng sớm được ra tù để có thể phần nào bù đắp được những thiệt thòi của hai đứa trẻ thơ dại. Có lẽ đến lúc này, trong sâu thẳm tâm hồn của kẻ thù ác ấy, một chút lương tri vẫn còn sót lại, dẫu là quá muộn màng. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!